Quý vị đang theo dõi bản tin trước ông kính trên kênh truyền hình BRT và tôi là Nhật Trường sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin chiều thứ năm, 9 tháng 9. Trong 24 giờ qua, tình hình an ninh trật tự tại Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước có gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong đường dây mua bán số lô đề liên tỉnh số tiền giao dịch mỗi ngày trên đường dây này lên tới 500 triệu đồng. Tại các điểm liên quan bị khám xét, cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng. Bằng các biện pháp kịp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện vợ chồng Trần Ngọc Bích, Hoàng Văn Quy, trú tại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, mua bán số lô đề qua điện thoại di động tại nhà riêng. Triệu tập nhiều đối tượng và khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan công an còn phát hiện và tạm giữ một khẩu súng dạng K-54, một khẩu súng dạng súng Khôn và 12 viên đạn. Các đối tượng khai nhận trung bình mỗi ngày, tổng số tiền đánh bạc lên đến trên 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tụ tập đánh bạc trong rẫy cao su trong thời điểm địa phương đang thực hiện giãn cách phòng dịch theo chỉ thị số 16. 8 đối tượng bị lực lượng công an xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bắt quả tang. Công an xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý 8 đối tượng về hành vi đánh bạc và vi phạm quy định phòng chống COVID-19. Tăng vật thu giữ gồm 6 triệu 800 ngàn đồng tiền mặt trên chiếu bạc. Có 6 đối tượng bị bắt tại chỗ, 2 đối tượng bỏ chạy, sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. Thưa quý vị, hiện nay nhiều địa phương trong cả nước đang thực hiện giãn cách phòng dịch do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nên lợi dụng điều này, tội phạm ma túy càng tung ra nhiều thủ đoạn để giao dịch ma túy, thậm chí là lợi dụng cả xe luồng xanh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố đã triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng gần 100 kg ma túy. Các đối tượng đã lợi dụng xe được cấp giấy ưu tiên theo luồng xanh để vận chuyển ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cuối tháng 6 vừa qua, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng trong đường dây ma túy đã lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo luồng xanh, vận chuyển hàng hóa thiết yếu để thông chốt kiểm dịch. Số ma túy được các đối tượng quỳ trang trong các giỏ cần xé, bên trên là các loại khô, mắm, cá rô, cá lóc, dân dân. Sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoàn hoạt động của đường dây này, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh lên phương án triệt phá. Chiều ngày 19 tháng 8, công an đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang vận chuyển mua bán ma túy. Đến nay đã có 4 đối tượng bị bắt giữ và gần 100 kg ma túy các loại bị thu giữ từ đường dây ma túy. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Song hành cùng với sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 là virus tinh xấu độc cũng đang lây lan mạnh Hậu quả mà virus này gây ra là khủng hoảng niềm tin, bất ổn xã hội và làm sụp đổ mọi nỗ lực chống dịch ngày đêm của biết bao người. Vì vậy, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật là giải pháp cấp thiết đang được lực lượng chức năng triển khai. Ghi nhận tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bình Dương và tỉnh Hà Tĩnh. Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố làm việc với đối tượng ngủ ở phường Lê Bình, quận Cái Răng. về đối tượng này đăng tải thông tin dùng sun đất trị covid-19 trên Facebook. Đối tượng sử dụng hai tài khoản Facebook là Trương Dương và Kim Ngân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin có liên quan đến việc dùng sun đất để điều trị covid-19. Theo kết luận của cơ quan chức năng, thông tin sun đất có thể chữa bệnh covid-19 không có cơ sở khoa học. Đến nay, Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn, công nhận hoặc cho phép sử dụng sun đất trong điều trị covid-19 làm việc với các cơ quan chức năng, đối tượng thừa nhận việc cung cấp chia sẻ thông tin thiếu chứng cứ xác thực và đã tự gỡ bỏ bài viết cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu 500 ngàn đồng đối với một người đàn ông về hành vi giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Người này là bệnh nhân dương tính với COVID-19, đang được điều trị Ngày 5 tháng 9, người này tạo tài khoản Zalo có tên Bác sĩ Long và đăng tải trên nhóm Khu cách ly hàng thuyên với nội dung Danh sách được về ngày 5 tháng 9. Tất cả mọi người đều về hết. Mọi người tranh thủ sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngày mai 8 giờ 30 phút xuống dưới tầng trệt. Thông tin mà người này đăng tải đã gây hoang mang cho các bệnh nhân F0 đang điều trị tại cơ sở này. Làm việc với cơ quan chức năng, người này cho biết mình định dẫn cho chui, không ngờ lại gây tác hại như vậy nên đã thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt hành chính tổng số tiền 52 triệu 500 ngàn đồng đối với 11 người vì cung cấp thông tin sai sự thật. Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ca bệnh mắc COVID-19 từng đến tắm tại nhà tắm công cộng ở bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà. Ngành chức năng đã phát thông báo tìm người đến địa điểm liên quan. Do từng đến địa điểm này nên một phụ nữ đã đến cơ sở y tế xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình điều trị COVID-19 tại bệnh viện, một số tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin sai sự thật và cho rằng người phụ nữ bị lây nhiễm do có mối quan hệ phức tạp với một người đã công bố mắc COVID-19 trước đó. Lực lượng chức năng đã xác định 11 chủ tài khoản mạng xã hội có liên quan đến sự việc. Những người này sau đó thừa nhận thông tin sai sự thật và cỡ bỏ thông tin cam kết không tái phạm. Đến đây, bản tin trước ông kính do Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ lệnh Vùng Cảnh sát Biển Ba thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn, kênh youtube BRT News. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua học thư điện tử trước ông kính brtavonggmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.